còn bàn quang một phía là để cho phía diện. Dạ, đây là một câu trả lời xem đúng hay sai nhá. Anh nói là phế xuống bàn quang để điều, xuống bàn quang để điều là điều gì? Để điều hòa, điều hòa hai cái. Các bạn vừa học rồi đấy. Dạ, điều phế để bàn quang nhỉ? Là tương sinh chứ mà điều. Cái đó không có thấy điều nữa thầy. Ủa, qua đại trường, qua bàn quang rất là tương sinh. Cái đó phải điều thầy. Tài xế bàn quang do hư là thực thôi thầy. Con hư của mẹ, mà thực tế con đi xe được cái chuyện như vậy thôi. Mà phế đây nghĩa là âm mà bàn quang là dương mà. Ờ, thì nó là hai cái bên đế vút hả thầy? Thì đấy vừa là phút như vậy là một người đã phê bình là nó sai, rồi sai chỗ nào đúng chỗ nào. Tại vì đây á, một cái hai này nó khác mà. Rồi nó chuyển hóa thì từ đơn qua dương nữa. Vừa mẹ vừa con vừa chuyển hóa. Đơn dương thì... Nhưng mà thực tế mình vẫn sai, là phế bằng quang. Nhưng có khi mình gọi là bằng quang phế, có khi mình phế bằng quang. Vậy hai cái nó khác nhau chỗ nào? Và công dụng nó ra sao? Một cái là phế nhiệt, còn cái là phế không có nhiệt. Cái phế không có nhiệt là phế bằng quang lên để điều hòa, còn cái bằng quang phế là cái phế nhiệt cho nên nước thì bằng quang tăng nước rồi mới đem khí vô sao. Ai phản đối, ai đồng ý? Bây giờ anh Hoàng nói cho mọi người là bây giờ phế bằng quang là gì? Phế bằng quang là điều hòa, còn bằng quang phế là dùng để cho chữa cái phế nhiệt. Cho phế nhiệt vậy. Điều á nó khác với chữa phế nhiệt chỗ nào? Điều hòa là hai cái nó cân bằng với nhau. Tại vì trên nguyên tắc á, anh chỉ lý luận cái đó ở trên đường kinh bằng quang trên du nhiệt thôi, chứ không phải là có cái hỏa đoạn này. Nó khác à? Cái này mà trên cái lưng của mình á thì nó khác, cả hai cái mỗi cái nó có một cái giá trị khác nhau. Nhưng đằng này á là phế thì trên tay, mà bàn quang á nằm ở dưới cái đoạn, nghĩa là chức năng thôi. Vì thế hai cái nó không dính đấy cả. Mà điều nó cũng được, nhưng mà ở trên kinh chứ không phải nằm ở trên du việt. Để nó khác nhau thế nào? Quên nó rồi. Tôi chỉ nhớ một con. Lúc nào cũng phải để ý cái này này, âm dương khí thế. Vậy phế là âm, bằng quang là dương. Nếu anh làm cái này trước là anh lấy âm để chuyển ra dương. Mà lấy âm chuyển ra dương á là anh phát biểu. Còn anh lấy dương và âm á để anh liễm phế. Vậy hai cái nó khác nhau nhiều. Mày thì chưa biết ai đúng ai sai. Bây giờ mới quay lại là anh mát anh bị bệnh gì. Cái này á là phát biểu. Phát biểu là phế nhiệt. Rồi phế phế. Cái này là liễm phế. Phát biểu cái gì đây? Phát biểu cái nào? Phế đó vậy. Đem ra ngoài. Từ trong đi ra ngoài. Phát ngôn là phát biểu. Còn ngược lại đó, phế nó hư, lấy khí bằng quang vào để nuôi phế, để bảo vệ nó. Vậy thì hai cái đó là sai. Nhưng bây giờ hỏi cái bệnh bệnh là bệnh nào? Chứ sao không có sai? Phát này phát biểu này. Cái bệnh bệnh nào không biết là chưa biết là chưa biết. Chưa biết. Thầy cho chúng ta đừng bao giờ mà cứ theo thứ nhất là năm ngoái làm vậy, sao bây giờ làm khác? Càng ngày càng lý luận cao hơn. Mình bảo vệ cái luận án của mình. Không, như vậy cái trường hợp của em hồi nãy cũng đúng như vậy. Tôi không có bảo vệ thì em đem một cái. Không, tức là mình đưa ra một cái là mình có nhiều lý luận để bảo vệ cái lá của mình. Chứ giả sử người ta thấy là sai, nhưng mình tìm cho nó. Nó không sai. Thì đừng nói, nó làm, nó sai. Đấy, nhưng mà tôi thấy cách đây một tuần, hai tuần, thầy bảo nếu mà bắt đầu ăn trước mà uống phế là quyết định. Thầy có thể đó vấn đề là trong trường hợp đó trong trường hợp đó là dù bây giờ nhá, anh muốn lấy phép
Mày vứt ra thì tao cứ vứt đi. Anh vứt cái thẻ vào liền. Tao liễu hoài này còn còn tung hay nó đi. Anh đổ nó ra khỏi khỏi người đó. Để vứt đi. Vậy 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 bây giờ quay trở lại là vậy nên ba muốn cái gì? Này ho, sao nào? Ho nhưng mà muốn liếm hay là muốn tống cái ra? À, để tống được mọi người. Liếm tự giữ lại. Giữ lại khí cho phổi. Thế là liếm. Còn phổi mà đang có là có độc cần cho ra. Vì cái phổi nhiệt này làm cho ra nó sốt mồ hôi ra. Nó là không thực đấy. Vậy thì chim con tắc lúc nào phải có này này. Trước khi mà xác định nó là sai đúng phải nhìn xem nó là từ đầu tới đầu, từ âm trong dương, dương trong âm, từ khí đến khí. Và bây giờ cũng cái này nữa này. Cái khí công nó hay hơn nữa, hay hơn để châm cứu. Nếu phế bàng quang mà phát biểu mà hút 9 lần đến hút 6 lần nó lại khác nhau nữa. Khác nhau nữa. Nếu phát biểu mà hút 6 lần khác cho nào, mà hút 9 lần khác cho nào. Phát biểu là đúng, tại 6 lần là đúng, tại vì phát biểu cái kia đẩy cái 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 đẩy nghĩa đó vốt chín đâu không thầy thứ sáu thôi ví dụ trường hợp không cứ ăn lại lên là thứ sáu tận họ nhưng bây giờ tôi hỏi câu hỏi vốt chín được không à vốt chín không vốt chín như nào thầy tăng vốt chín cái pháp biểu á không được pháp biểu không được tại sao tại vì nó vào vào âm rồi nếu mà nó chín vào âm thì nó nguy hiểm cho cái người bệnh nữa chứ. Khi phát biểu này muốn phát biểu dương hay là phát biểu âm? Phát biểu dương nó là cho dương xuất để làm cho phế tự nhiên nó mất cái khí nhiệt đi. Còn phát biểu âm á là phát cho nó thổ huyết. Âm là huyết mà. Như vậy là dương là đang mồ hôi đó thầy. Ừ. Còn nếu mà âm là phải mửa máu ra. Ừ. Mửa máu ra. À dám chịu mửa máu. Nếu không mửa máu á thì có tình trạng này. Tình trạng này. Anh phát biểu là thoát khí thấy người khỏe. Nhưng nếu mà vứt 9 lần thì người ra mồ hôi rầm rề. Tại vì âm cũng là mồ hôi. Ừ. Nếu mà trong người cái phổi không tổn thương, không có bị ho ra máu. Vì nếu mà có máu bỏ vào đầu, nó sẽ bắt anh ọc ra. Nhưng mà anh không có bị tổn thương thì nó sẽ mất mồ hôi. Nó sẽ mất mồ hôi. Vì thế nếu mà anh làm mà âm thì nguy hiểm hơn dương. Tại sao? Mất mồ hôi là mất tân dịch. Là mất huyết. Mất huyết thì mệt. Mất huyết thì xỉu. Vì thế có những người bệnh nhân mà chúng ta đang làm mà tự nhiên không có làm gì cả mới đụng vào một số việc đó, nó xuất mồ ra tự nhiên mặt nó tím bầm cái đó xỉu đó. Cái đó là phát âm không phải phát dương. Đấy, đấy tôi biết là mình phải trong đầu mình lúc phải có âm dương khí, lúc nào phải đầu âm dương huyết và lúc nào phải vào đi ra ra vào làm hoàn chết. Vì thế nhiều người vô tình mình mới cả bên kia mới vuốt, vì thế người ta làm vuốt khoái quá, làm thế nó xỉu lắm. Vậy thì trường hợp nào chỉ có trường hợp nhiệt mới là mồ hôi, còn trường hợp thấp á, phong thấp á, vừa xịt mồ hôi là để ngưng. Cái phong thấp mà làm ra mồ hôi tầm đá đó, cũng dập trở vô nặng nặng thôi. Hay phong thấp thì chỉ cần xịt mồ hôi. Hay là có những người tay chân hầm hầm bực bội nó không ra được, đi vào nóng xuống tay nóng vừa dịp mồ hôi vừa dịp thôi, tức là chưa đầy
5 phút nữa là ra lấy khăn tròn lại giữ lại, nhưng mà lỗ chân lông nó vừa mở cái nó đóng lại liền, tức là thoát được khí thì cái đó như là thoát dương thôi. Còn cứ vô chỗ đá quá vừa ra xong nó bắt đầu xỉu xuống. Mấy người mà xong lấy cho mình chuẩn lại là sao đấy thì tôi theo xong á mà người đang nhiệt á nó ra mồ hôi xong rồi thì người mát, nhưng mà người không có nhiệt nó chỉ rất bức chứ khó chịu thôi, gọi là phong, chỉ lấy phong mà không lấy thủy, nhưng vừa diện mà cả đóng lại thì người thấy nó nhẹ, tiếp tục xong nó ra ngoài có té xỉu liền đấy, thành nhiều người trong số ra là xỉu luôn. Vậy thì như vậy đấy là cái kiểu bảo vẫn là phát dương phát âm, phát dương là xong bóng một hơi lại thì đúng rồi đấy. Thầy nói là giác cái gì giác hơi cũng vậy đó, nếu mà không có giác hơi mà mình rớt sáu cái mạch rớt ba cái nhẹ được không, sáu cái mạch ba cái nhẹ thì một cái định gì đấy, cái câu tôi có nghe chưa xong này, chuyện này chưa xong được, anh đi qua chuyện khác rồi. Đã thực hiện rồi, đã làm rồi, tôi không có hiểu anh nhớ hỏi tay. Bây giờ anh giải thích ạ, sáu nhẹ là phân sao mà sáu sáu cái nặng ba cái nhẹ nhưng mà cái nặng nó nhẹ là ba sao bút bè à? Nhẹ là bút bè mình cỡ sáu nặng có ba nhẹ là sáu nặng ba nhẹ, tức là sáu cái nặng là bình thường, sáu nặng là đúng là sáu cái bình thường, nếu mình vuốt thì bình thường, nhưng mà vuốt xong sáu cái là nó vừa diện một cái mình ba cái nhẹ nhẹ thôi, thế là nó vừa diện một cái nhẹ rồi. Có chứ, không như không vuốt là không đủ chín cái. Những cái thầy bảo là vuốt ba cái ở vàng quang, vuốt lên ba cái xong rồi vuốt xuống sáu cái, đó là sao mình phải suy ra. Thầy nghe áp dụng cái này công việc thầy đang đau quá thì bị xuống đâu có đâu đã làm rồi, thành công rồi. Vuốt nặng là chắc mình phải bấm từ vùng miệng này tới vùng chi là đè mạnh, còn vuốt nhẹ là mình chỗ đó mình vuốt. Bây giờ chứ nặng nhẹ là đối với đông người á tả bài này đâu nói bài này suy diễn nha, thầy dạy tự suy diễn nha, tại vì thầy dạy là vuốt sáu cái mới chỉ bằng đang vuốt lên đó là tả bổ, không phải bổ sáu cái đã làm rồi. Nào mình mới này tao xin quên đi tao nói đi cũng chưa mà đã xin quên đấy, thì đó là trường hợp bạn đã rồi đó, tả nó rồi bổ nó, tả nó rồi. Bây giờ chúng ta làm bài tập khác nha. Nhưng mà chưa thầy, cái mà sáu cái ba đó là tả về trả về gì, tả về khí mà bổ về huyết về gì? Cái này coi như huyết rồi chứ không phải khí nữa. Tại vì tổng cộng quá là chín, tổng cộng á là trong đầu ấy á là anh làm chín, tức là anh đang nói về huyết. Nói về huyết tức là huyết có những độc cái gì? Thì khi mà anh đã gài số cốt là chín lần thì trong đầu nó chuyển qua huyết. Rồi bây giờ bắt đầu anh dùng nặng với nhẹ thì trong đầu nó có cái phản ứng gì? Thế là gạt qua on có off rồi đó, thế là gạt qua hít qua hít rồi bắt đầu cứ thế rồi anh làm nó ra cái gì? Thì nó dị mồ hôi nó coi rồi. Thay vì anh làm đủ 9 cái nặng nó sẽ làm mồ hôi rất nhiều, vì anh ngừa sợ nó ra mồ hôi nhiều á, anh đi thêm ba cái một ba cái nhẹ thì anh ra gì? Nhưng mà nếu cắm bên kia mà ngược cái chiều kia mà là tả, anh đi thuận cái kia mà là bổ, nhưng mà có người đi thuận cái kia mà ngoáy tả
thêm nó bồ mà mình tặng. Không, nó sống, lột rồi nó coi là đông. Vì thế anh này á, trường kinh nhưng mà để mặt người ta tả. Vì thế anh này á, anh áp dụng theo kiểu Trung Quốc vậy. Là anh có đi thuận nhưng mà anh làm mạnh, anh lại tả. Nhưng mà sao cái này cũng hiểu lắm, tại vì cái này anh muốn tăng huyết thì anh làm 6 cái mà anh ngừng đấy. Là nó nói tăng huyết là cái đúng cái này, cái đó là tả của cái ho. Cái ho đúng không? Anh lại làm 6 cái nó thuộc về ý rồi còn gì đó. Nếu mà anh ngừng này. Không, không ngừng. Anh vẫn đi luôn 9 cái. Vẫn đi luôn. Nhưng mà 3 cái sau làm nhẹ thôi. Hay xong rồi vào cốt thì sao? Có nghĩa là thay vì á, anh cắt nghề. Cái này á, nếu anh cứ đi bình thường 9 cái á, là đương nhiên nó âm nó thoát ra, tức là sẽ là mồ hôi, nó sẽ là quá nhiều. Thì anh đi 6 lại bổ khí. Phải không? Nhưng mà trong đầu là 9 là anh nhất là phải là nó hết thôi. Nhưng mà anh sợ rằng nó sẽ ra nhiều. Anh nhẹ tay chút xíu. Như vậy là khi nó ra, nó không đủ sức ra mạnh. Thì tức là anh áp dụng cái này. Anh áp dụng cái này. Thành ra như vậy, ngay cả chân cốt thôi. Tôi chưa được mổ. Tôi chưa được mổ vậy. Tôi đang mổ là tôi đã vừa xuôi theo mổ rồi. Mà tôi vừa quay theo mổ luôn. Rồi tôi sợ, bổ quá lên. Tôi ngoáy ngược lại đó. Ngược lại đó, rồi tôi thử. Thử xem mà chân nó lúc chưa, nó ra mồ hôi chưa. Tôi ra rồi, tôi bổ. Rồi tôi lại cầm lại. Như vậy đó là cái này á, là người có kinh nghiệm điều khiển tại chỗ. Ngay cái khi tim quậy quậy, anh nhìn người ta. Anh đúc vô, gây bổ bổ. Thế thấy, chà, nó quá rồi. Anh cầm lại chút xíu. Tức là tự lái xe mà tự thắng thì cái kiểu này vậy. Anh đi như vậy. Nói chung là những cái này đó là không phải tôi phát minh nha, nhưng tôi thấy thầy làm tôi làm theo. Cái đó là cái quan sát mà tôi áp dụng có công hiệu. Tại tôi thấy thầy đó làm, ví dụ những người chân đi cũng được chẳng hạn, mà thầy đó là vuốt ngược kim bằng quan lên 3 cái trước, rồi vuốt xuống 6 cái. Cái đó là thầy đã dạy cho tất cả trong lớp rồi, nhưng mà có hấp thụ được không? Cái đó là cá nhân. Đó. Đấy là kinh nghiệm. Chơi mà đã khi trong á, bây giờ mình không biết rõ là hơi thật. Mình làm mất con mình nó đi, nhưng mà phải theo lớp phản ứng vào đó. Thay cái là sửa, chân nó tên là không nhúc cái gì. Mà nó lạnh. Thì mình thêm hỏa. Như là này á, nó thực, nó nóng, chân nóng, thì phải tà hỏa. Mình vớt 3 cái. Nhưng mà tà hỏa thì chân nó yếu, nó không có mạnh được. Thì tà lấy hỏa của nó ra, xong vuốt trở lại 6 cái. Thế tùy theo là đấu chứng lâm sàng. Cho nó zero bây giờ tăng lên bao gian thôi. Hay là cùng một đường kênh, tà mất hỏa. Tại vì càng hỏa nhiều trong bắp chân bao nhiêu á, thì bắp chân càng kẹo. Nhớ là hỏa nhiều thì teo bắp chân. Vì thế phải lấy cái hỏa đi, đưa ngược lại từ con lồn tới vị trung dụng, tả 3 cái xem tự nhiên là bắp chân mát rồi, cho khí xuống thì bắt đầu mình giật cái chân lên, đó là chân nó mạnh. Thầy chỉ có khí công mới làm được cái chuyện đó. Thầy vừa mới nói vậy là bút mạnh á, là hồi nãy thầy nói là bút mạnh đó là tả. Đây là anh cứ theo cái của bút xuôi, nhưng mà thay vì tả đủ cho nó đủ liều là 9 cho nó mạnh vậy. Tại sợ 9 á nó sẽ sốt là nhiều. Thì là bút ngược cái phải tả. Không, quả nó đang thuận, anh có nghĩa là tính một chiều hết. Quả nó đang tính một chiều hết. Còn của tôi á là biết rõ ràng nó là nhiệt mà nó là teo. Thế tôi phải tả cái nhiệt. Thì tôi không dính tới cái quy trình 9 mà là tôi làm mất quân bình trước tôi thử. Nó không dính tới 9 à. Thành ra làm 3 cái xong giờ bắp chân xem hết cắm chưa. Để bắt đầu tôi thực sự tôi vuốt khí xuống, thấy vuốt mấy cái 6 cái không có dính, còn anh hay là 9 cái luôn, nhưng mà 6 cái mạnh, 3 cái nhẹ. Không, chứ con biết là nó hỏi như thế này thì con quan sát lâu này đó, tức là khi vuốt cái này thuận thì mình trên nước này nhưng mà vuốt mạnh như thế nó vuốt mạnh là nó trở thành tả. Nhưng mà con thấy để ý đó, mà khi mà có lực quân tính là vuốt có thành vuốt mạnh như thế nào cũng tả. Không phải, cái tả mà vừa mới làm cho nó đau cho
trong đầu phải nghịch lại giấy không cho mình làm nữa thì mới là tả. Còn khí nó hư nhiều quá mình có thể đem rất là mạnh chậm 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 cái gì thì vẫn là chưa có thẳng nhé, thì vẫn là đang bổ, chứ còn đâu mà bổ cái liều mạnh. Còn mình mới làm mạnh, bệnh nhân giấy không chịu cho làm, tức là nó đã dư rồi, thì mình cố làm như vậy á, thì hoa tả nó lát rồi, nó xuống giường cái chân đi liệt rồi. Mình bổ mà nó là nó đau quá, nó liệt luôn, là bên trong đầu nó. Nó lật ngược à, nó lật ngược hết. Thì thầy kiểu kinh á, kiểu kinh mà nước rút theo kiểu kinh đó là tả hay bổ là. À, tùy đoạn. Tùy đoạn. Đoạn ngũ hành, tùy đoạn à. Tùy đoạn bây giờ tương lai này nhé. Nếu mà trở lại, tôi trở lại bài cũ cho anh nghe nè. Bây giờ chúng ta về, chúng ta phải tự làm bài tập. Bình tâm, bình căn, bình tùy, bình thế, bình thần, bình đại trường. Theo cái này hết. Hả? Bây giờ chúng ta thử đi. Cái đoạn ngũ hành này. Tại sao mà cùng chiều mà có khi bổ hay gì đó? Mỗi một đường kinh có rất nhiều huyệt, nhưng mà cái đầu cái đường kinh đó, cái đầu đường kinh đó thì nằm ở trên đầu tay hoặc đầu chân. Nói chung là đầu kinh trên đầu được tính. Thì cứ đau ra đầu chân là được tính. Và huyệt cuối cùng á, lúc nào nằm ở khớp cùi chỏ và khớp đầu gối. Rất là huyệt hợp. Và từ trong này có bao nhiêu huyệt không cần biết. Nhưng mà như vậy là phải có 5 huyệt: Tĩnh, Vinh, Du, Kinh, Học. Tĩnh, Vinh, Du, Kinh, Học. Đối với Kinh đối với kinh dương thì có huyệt du, kinh âm có huyệt nguyên, kinh dương á thì nó mới chạy thì có huyệt du, kinh âm không có huyệt du thì lấy huyệt nguyên. Rồi thì kinh dương á là có huyệt du, kinh âm á thì có huyệt nguyên. Hay người ta bắt đầu là tĩnh vinh du kinh học, tĩnh vinh du nguyên, và tĩnh vinh nguyên kinh học. Vậy thì huyệt nguyên này cũng tương đương huyệt du, nhưng mà nó nguyên á là để cho kinh chúng ta âm. Nhớ là đấy là kinh âm. Kinh âm. Trong khi đó kinh dương này cũng có huyệt nguyên. Như vậy là so sánh hẳn, kinh dương kinh âm thì chỉ có kinh âm không có chữ du thôi, chứ kinh dương vẫn có chữ nguyên. Thành ra là, nhưng mà người ta không nói tới chữ nguyên của kinh dương. Dương có 6 huyệt. Vâng. Thành ra người ta không nói chữ nguyên của kinh dương, tại vì người ta là du thôi. Vậy thì cái này người ta gọi là huyệt ngũ hành. Huyệt ngũ hành. Còn trên lưng á là du huyệt. Có nghĩa là huyệt ngũ hành. Vậy thì nguyên tắc của huyệt ngũ hành là gì? Nguyên tắc của huyệt ngũ hành là để điều chỉnh lại đường kinh. Đó là một. Điều chỉnh lại đường kinh. Và để bổ tả đường kinh. Bây giờ không biết kinh không dương, nhưng mà nếu chỉ dùng huyệt tĩnh, tức là lấy tay vê vào đầu ngón tay, vê vào đầu
thì chức năng tuổi tĩnh á nó chứa là bệnh gì? Thứ nhất tuổi tĩnh á là thông kinh, thứ hai á là sẽ được bế tắc ngăn nghẹn khó thở, thấy người khó chịu, bực bội, nó bế nó tức. Vậy thì vô tình dùng cái công á, ví dụ như cái tay mình nó tức, đưa lên nó đau, ngoáy một cái, ra thông. Tự nhiên mình thấy khó thở, ngoáy một cái thì dễ thở. Thì nó chỉ là bế tức ngăn nghẹn. Tại vì cả đường kinh nó bị tức, bị tắc hết. Thế không thông đưa qua đâu á, nhấc lên là cũng hết đau. Hết khó thở, bấm là cũng hết. Thành ra không biết là kinh nào. Cứ 10 cái huyệt tĩnh là 10 ngón tay và 10 huyệt tĩnh dưới chân. Xoay ráo hết, xoay. Vậy nữa họ không biết mình xem là mình... Thế đấy, thế đấy, xoay là xong hết. Huyệt vinh á, thì trước khi sang huyệt vinh á thì mình phải giải thích cái này. Huyệt tĩnh thì dùng để chữa là khai thông kinh mạch, khai thông sự bế tắc ngăn nghẹn. Nhưng mà nếu là kinh dương và nếu là kinh âm thì đã gọi là đoạn ngũ hành, thì nó phải có kim mộc thủy hỏa thổ vào đây. Đã gọi là ngũ hành thì phải có kim mộc thủy hỏa thổ. Bây giờ muốn biết là cái huyệt tĩnh này của kinh dương này đầu kinh là bắt đầu chữ nào, hoặc muốn biết huyệt tĩnh của đầu kinh âm bắt đầu là chữ nào, mà nếu ta không nhớ thì ta phải nhớ ngay cái huyệt vinh. Đặc biệt huyệt vinh á, nó chỉ có hai nhiệm vụ. Một là chứa thủy, hai là chứa hỏa. Huyệt vinh là huyệt chỉ có điều hòa thủy hỏa thôi. Rồi cứ kinh âm á, thì trong huyệt thứ hai á, là huyệt dương. Vậy dương là huyệt gì? Huyệt hỏa. Huyệt dương là huyệt hỏa. Cái chỗ đó là sao nó không hiểu được? Cái gì ăn? Tập kinh dương. Tại vì trên nguyên tắc lúc nào âm dương á, trong lòng có dương. Thì kinh âm tức là kinh phế, tâm can thì phế thận. Thì cứ kinh âm á, thì huyệt thứ hai phải là dương. Thế là huyệt hỏa. Mà kinh dương á, thì huyệt thứ hai á, phải là âm, là thủy. Vậy thì như vậy bây giờ ta mới suy ra cái huyệt thứ nhất của huyệt tĩnh. Huyệt tĩnh của kinh dương bây giờ là gì? Thì ai đẻ ra hỏa? Nó như vậy là kinh dương huyệt tĩnh đầu tiên là mộc, mà kinh âm huyệt đầu tiên là kim. Vậy bắt đầu ta đem ta đi: mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Hoặc là kim sinh hỏa, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Vậy thì huyệt vinh này chuyên môn để điều chỉnh thủy và hỏa. Người ta mới gọi các huyệt đó để chữa bệnh hàn nhiệt. Nếu nó nhiệt tức là nó hỏa, thì một là ta chữa ngay trên cái hỏa, rồi ta phải cắt hỏa. Nếu ta dùng kinh âm, ta phải bổ thủy. Vậy thì muốn chữa bệnh sốt nóng lạnh, là hỏa. Nếu hỏa nhiều
Nếu ta muốn xài kim dương thì cắt hỏa. Còn nếu mà ta muốn xài kim âm ta phải bổ thủy. Nếu chưa lại ta phải cắt thủy. Ta bổ. Như vậy về thứ nhất là huyệt chữa thông bế tắc ngăn nghẽn. Huyệt thứ hai là huyệt hàn nhiệt chữa bệnh nóng lạnh. Nóng lạnh. Huyệt thứ ba du, du là chạy. Vậy huyệt thứ ba là chữa bệnh đau nhức vì nó không chạy được, nó bị bế tắc, nó không chạy được thì nó đau. Vậy huyệt thứ ba là chữa bệnh phong thấp đau nhức. Thứ hai chữa gì đây? Nóng lạnh. Hàn nhiệt là nóng lạnh. Vì thế mà khi người ta bị nóng do áp huyết tăng thì đây này, huyệt lao cung là huyệt số 2 là huyệt vinh. Huyệt lao cung huyệt số 2 là huyệt vinh. Huyệt phế sốt nóng bấm ngư tế. Ngư tế là gì? Huyệt ấm gì? Ấm gì? Thì ngư tế là vinh gì? Là thủy gì? Bấm tăng thủy lên là như sốt mồ hôi ra. Bấm một cái thủy tăng sốt mồ hôi ra. Thế là hạ hỏa. Vậy ai đang sốt mà không ra mồ hôi được? Vì thế trong đông mới gọi là sốt không ra mồ hôi. Có người sốt ra ngồi dễ chưa? Nó không ra mồ hôi. Bấm ngư tế. Ta bấm gì? Bấm tăng thủy sốt mồ hôi. Thứ ba là du. Du là thổ. Thì ở đây là mộc. Trong cái du này, du là chạy mà đường kinh không chạy thì chữa bệnh phong thấp đau nhất. Huyệt kinh. Kinh thì kinh dương á là kim và kinh của kinh âm á là hỏa. Vậy hỏa khắc kim nó mang cái tính chất gì? Hỏa khắc kim mang tính chất gì? Không. Hỏa khắc kim mà kim á là phế. Kim á là phế. Trong mọi người á kinh kim là phế. Vậy ngay tất cả các kinh nào cũng có kim và hỏa. Nhưng mà riêng cái huyệt kim á là chữa bệnh nghịch khí làm ho. Nghịch khí làm ho. Tức là hỏa khắc kim tức là nghịch lên. Vậy thì cái huyệt kinh á là chữa bệnh ho. Ho do nghịch khí là ho, ho hoài. Vậy là kinh đó có gì? Không. Trên các kinh, 12 kinh. Được cứ đi tìm vào các huyệt kinh á. Và huyệt hợp á. Thì ở đây người ta nói này. Huyệt tĩnh. Tĩnh là cái giếng. Huyệt vinh á. Là từ giếng chạy ra. Là cái ngòi. Du á. Là cái suối. Cái kinh ấy là chạy ra sông. Học là lan ra biển. Mà ra biển thì có nhiều nước cái gì. Vì thế cái việc học á là chữa bệnh tiêu chảy. Chữa bệnh đi cầu. Tự nhiên thổ khắc thủy bón không đi cầu được. Bấm việc học. Ra đi cầu tiêu chảy. Bấm việc học. Cầm tiêu chảy. Vì cái việc kinh là cửa ra biển. Một là mít nó không ra được. Hai nó ra quá nhiều. Cũng có một chỗ mà đã chữa hai cái bệnh luôn. Thế đó, thì không thì chỉ có cái hợp hợp này là dùng để chữa bệnh đi cầu. Tức là chữa bệnh cũng là bí ở tiền nhiều. Còn huyệt này á là chữa ho. Ho mà ho, ho nghịch khí, khí tinh nghịch. Và du á là chữa đau nhức. Vinh á là chữa sốt nóng lạnh. Và tĩnh á là khai thông kinh mạch. Vì thế người ta bảo đây là phương pháp chữa bằng tĩnh vinh du tinh thần. Thế người ta bảo là chữa bằng ngũ du về. Ở bên đầu có bác sĩ, gọi là bác sĩ 100 ngày nó chỉ học có 5 cái bài này mới đi chữa bệnh. Cái đầu tiên là mình muốn học giỏi chỉ cần 5 cái việc này. Mình đã làm thầy rất là giỏi. Và giỏi nhất là mấy cái bệnh mình vừa nói. Bế tắc ngăn nghẽn thông mà đau rồi ho rồi tiêu chảy và nóng lạnh, thế không? Thế là bác sĩ General có 5 việc thôi. Cái này thầy nói chúng ta là cái đề tài về chữa bệnh gì vậy này?
vừa nó xong rồi tất cả các bệnh thì ta để chỉ theo bệnh này khai thông bế tích ngăn ngàn này, bệnh này nóng lạnh này, bệnh đau nhức này, bệnh ho này, bệnh đi đầu này. Nhưng mà tổng quát cái tên của mình này mới gì đó ngủ du huyệt không à, ngủ ngủ du huyệt, ngủ du huyệt, ngủ du huyệt, ngủ đi huyệt, ngủ du huyệt, ngủ du huyệt. Thế này ngoài đề chút thầy thấy cái kinh thì như thế là làm cho nó nhập nó tạm nghiệp. Thế tạm ra mà cái kinh bằng quang nó lại xài quỷ chung để cho nó giảm nhiệt. Không, nó là hợp rồi. Giảm nhiệt toàn thân. Giảm nhiệt toàn thân. Tại vì cái này người thủy học là thủy. Cũng vậy thôi. Thế các anh á là đi thủy này cũng được, mà thủy này cũng được, thủy não cũng được. Nhưng cái thủy thân nó mạnh hơn. Thủy là thủy toàn thân. Có cái thủy này làm anh một thủy vô phế là cho phế nó mát, hoặc là vô tim vô tim nó mát, tùy. Thế là vì một đứa con nít đang sốt á, chơi đôi nay cái việc đó là bảo đảm. Tại vì đấy là sửa nắm 46 tức là 50 là năm huyệt này á trên 12 kinh là 60 huyệt, nắm 46 huyệt là đã làm bác sĩ rất là giỏi. Tại vì không ai chịu học cái này, thấy đơn giản. Bên tàu thành họ đi tìm cái công thức không, cứ ai trong thức cứ chép 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 cả đầy muốn đi chữa thì sẽ không cần, chỉ cần 60 huyệt đó. Và chỉ cần xác định bằng cho đúng và từ quá đạo. Thế bây giờ trên nguyên tắc cái nguyên là giống như du, như thầy nói nguyên là giống du, nhưng mà nguyên á là cho mình nhớ là đây là kinh âm này, vì kinh âm không có du. Kinh dương âm nó mới chạy thì kinh dương có thêm việt du, nghĩa là kể như là các kinh đều giống nhau này đấy, các kinh đều giống nhau, các kinh đều giống nhau và tĩnh minh nguyên kinh học, đặc biệt kinh dương có thêm cũng việt du. Dương nó có 60 thì nguyên ngắn gì thầy? Nguyên là để khám bệnh. Huyệt nguyên á đặc biệt đặc biệt không không huyệt nguyên cũng là những đau nhức, nhưng mà là huyệt nguyên á là đại biểu của kinh tam tiêu. Em bây giờ mới ta mới nói tới huyệt nguyên này nhé. Để ta nói huyệt nguyên này, bây giờ chúng ta có, bây giờ chúng ta có nhiều kinh. Mỗi một kinh đều có này, tĩnh vinh du kinh nguyên học, tĩnh vinh du nguyên kinh học, tĩnh vinh du nguyên kinh học. Đấy. Nhưng mà tự nhiên cái kinh tam tiêu á, là đây là kinh tam tiêu. Đây là kinh tam tiêu. Nó có một thằng chạy vô đây. Có một thằng chạy vô đây. Có một thằng chạy vô đây. Con thần chạy ở đây, cho con thần chạy ở đây, cho con thần chạy ở đây. Vậy thì thằng này mà bệnh, tam tiêu cũng biết. Thằng này bệnh, tam tiêu cũng biết. Thằng này bệnh, tam tiêu cũng biết. Vì thế đây là nguyên huyệt. Nguyên huyệt là đại biểu của kinh tam tiêu này. Nó gửi một người biệt phái đến năm vùng ở tại mỗi đường kinh để báo cho nó biết, để nó mới điều chỉnh. Vì thế trên đường kinh âm tiêu rất ít huyệt, nhưng mà thiệt sự là đấy, trong 24 đường kinh chỗ nào cũng có nó. Thế là tam tiêu. Vậy tam tiêu là một màng lưới thần kinh, chỗ nào cũng có nó, để nó kiểm soát gì? Kiểm soát về khí và kiểm soát về huyết. Vì thế kinh tam tiêu của kinh công á là rất là quan trọng, mà trên tâm cứu đường kinh tam tiêu á có rất ít, không sử dụng mấy trên huyệt ở trên kinh tam tiêu bao nhiêu, nhưng mà nhờ mấy người huyệt đó làm biết hết. Vì thế trên kinh tam tiêu các nguyên huyệt này không có ngoài,
không có ngũ hành. Các nguyên vật không có ngũ hành. Thành ra vô tình mượn nguyên huyệt làm du huyệt thì lấy ngũ hành của du huyệt, chứ thiệt sự nó không có ngũ hành. Đấy là, đấy là cái thắc mắc con người, tại sao tôi mở ra tôi thấy nguyên huyệt có ngũ hành nguyên huyệt không có ngũ hành? Không phải là của kinh dương chứ, của kinh âm nó có, nó mượn, nó mượn chính là nó không có ngũ hành. Nó mượn bởi vì theo thằng kia có thì nó có, nhưng mà thiệt sự nó không có. Nhưng mà từ trước nay cũng chưa có ai mà phải tranh luận đến ngó có ngoài không có ngoài là ở kinh đó, vì nó không thực tế, không dùng để chữa bệnh. Bây giờ chúng ta đang nói đoạn kinh này nhá. Như vậy bây giờ mỗi một cái tạng phủ này chúng ta vẽ là chúng ta thấy là có một vòng tròn. Như giờ mỗi đường kinh mỗi đường kia là mũ xuôi đây này, mũ xuôi đây này, mỗi đường kia là mũ xuôi đây này, gọi là cái đống đốm nổ lên mà năm sao thế này, cái đó là thấy năm sao thế này, đây là mũ xuôi của nó, nhà thuyết gia giờ lắc đầu á, mình nuôi lỡ vậy rồi, đây là mũ xuôi, mũ cá là mũ xuôi. Vì thế bây giờ mới trở lại câu là gì ạ? Trên kim dương hoặc trên kim âm, chỗ đây chiều của kim dương, đây chiều của kim âm, vuốt xuôi là bổ, vuốt xuôi là bổ, vuốt ngược là tả, vuốt ngược là tả, vuốt ngược là tả. Nhưng trên đoạn này có đoạn xuôi đoạn ngược. Đó, đây là câu hỏi anh hỏi. Trên cái câu anh hỏi á, trên cái đoạn á, nó xuôi mà cũng có cái ngược. Vậy thì bây giờ cái bài chúng ta học rồi. Bây giờ cái bài học rồi nhá. Này, bây giờ ta thí dụ nè. Mộc sinh hỏa. Mộc sinh hỏa thì làm nóng, có phải không? Phải không? Vậy bây giờ trên kinh bằng quang từ côn lôn theo kinh bằng quang á là dương từ trên đi xuống gì? Từ trên đi xuống thì quỷ chung trước côn lôn hả? Ủy chung á là nghe nhược, mà cái việc làm nghe nhược á là việc hợp. Kinh bàng quang là kinh dương, thì việc cuối cùng việc hợp của kinh dương là gì? Là việc thủy. Thế thủy đấy. Ok. Côn lôn. Là về gì? Hỏa. Về hỏa. Không cần, đâu cần, mấy bài vừa vẽ xong rồi. Kinh hỏa đấy, kinh. Kinh là hỏa đấy. Thế gì? Kinh. Kinh là các hợp.
thì kinh người ta học thì trước kinh và đến học thì kinh là gì? Kim. 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 Nhưng mà như là kim. À thì đó đấy đấy. Thay cho mình phải có cái điểm yếu tố là biết người học của kinh dương là thủy, mà ngay kế nó trước thủy là gì? Kim. Thế bây giờ theo khí công thì chúng ta có cái hình này. Theo khí công chúng ta có hình này. Thủy, kim, thổ, chị theo buồn ngủ rồi. Hỏa, mộc, nạp khí. Chúng ta vuốt từ buổi trung xuống con lôn. Bây giờ tôi nói tiếp khí công ạ. Tất cả ta vuốt từ kim sang thủy. Thì khí lực dồn ở thủy. Khí vuốt là sinh hóa. Dồn ở thủy thì chuyển hóa là gì? Thủy khắc hóa. Thủy thì nó sinh, thủy thì mọc, đúng không? Nó khắc hóa, thành làm tâm thì mọc. Vậy thì nếu vô từ kim sang thủy, kim sang thủy, nhưng mà đó là từ kim thủy này, mà khi mình vuốt á là phải thuận theo đường kinh, là vuốt xuống, là thủy nhập kim. Thì nghĩa của nó cũng là kim sang thủy. Hay trên đường này nghĩa của nó là theo cái luật này á là theo trình tự là đi xuôi, nhưng mà trên kinh á phải vuốt từ trên dưới thì hóa lại là thủy nhập kim. Mặc dù đầu mình nói là vuốt từ kim sang thủy, thì tình trạng gì xảy ra? Thủy không biết kim trên. Vậy kim bằng quang là kim gì? Kim thủy. Thủy kim thủy. Mà kim sang thủy là để làm cho mạnh thủy lên. Như vậy là nhiệm vụ để làm gì? Bổ. Tăng thủy. Là để tăng thủy. Thông thủy. Thông thủy. Thấy nhiều. Thông thủy. Thấy nhiều. Thông thủy tức là thông đường kinh thôi. Thông đường kinh thôi. Không. Thông đường kinh thôi. Nhưng nếu thông 9 lần là chữ ứng tiểu. Với 9 lần là đi ra nước. Còn 6 lần là đang cầm tiểu. 6 lần là cầm tiểu vì tăng khí để giữ không cho đi tiểu. Cho nó 18 lần nó rút ra nó mới đi đâu. 18 lần là điều chỉnh khí đó. Nó cần ra ra. Đấy, thì có vòng giao bây giờ cắt cho nó. Thế bây giờ mới thấy không? Bây giờ mà bước 6 bước 9 là chỗ này lơ mơ là chết thật rồi. Người ta khai là thầy ơi, tôi biết thì không? Là tôi vuốt 9 lần để ra thủy. Còn bây giờ tôi đi tiểu nhiều, cần giữ khí. 6 lần. Vậy thì đừng có một người thấy mà. Ủa, hôm nào ông thầy có người khai, người ta biết tiểu, tôi theo thầy cũng vuốt rồi. Thì có người cũng khai vậy, tôi cũng vuốt rồi, nhưng mà tôi vuốt 9 lần. Ra đi tiểu nhiều. Giúp ngược cái này. À bây giờ đó, đấy là vì thế bây giờ cái câu này á, câu chị báo hỏi á là để trả lời câu này. Thế nên ngược lại. Từ thủy biết từ kim lên thủy. Kim lên thủy. Vì thế hỏi là hút ngược hút xuôi được không? Kim là thủy. Kim là thủy là gì? Vốn ngược là kim sinh thủy. Sinh nước trong cơ thể mà không có đi ra ngoài vì nó không thông. Ai đi xuôi xuống đánh thông đường kinh cho nó chạy. Còn tôi không thông thì đi ra đâu hết á. Tôi để cho tăng cái số lượng nước. Nước lên làm để bảo vệ cơ thể. Thì để chữa bệnh tiểu đường. Nó làm loãng cái lực đường. Cái này cái lý luận của khí công nó phải lý luận chịu khó lý luận chứ. Thì mấy cái này thì giúp ngược, và như đầu tiên mấy là giúp xung,
thì tư phải chung xuống có lớn, mà bây giờ tư có lớn nên phải chung. Cùng lông xuống dưới tông và con nó vừa nói xong rồi nó quên đều được yên yên đều được. Như vậy á, cái bài trả lời là trên bản kinh có thể vút ngược được không, có thể vút xuôi được không? Yeah. Vì thế trên bản kinh nó là mọc sinh hỏa rồi tăng hỏa cho đường kinh, bây giờ cắt hỏa đường kinh là hỏa trở về mộc. Như vậy là chúng ta có quyền vút xuôi vút ngược tùy theo lý luận mà chúng ta cần. Đấy, tức là nó rộng hơn là kiểu mà tính minh dương kinh học, tính minh dương học lại chỉ xài được một huyệt trên đường kinh thôi. Còn ngược lại này, xài đoạn kinh ấy, là đoạn nào cũng có quyền vuốt tùy theo anh định xuôi lên ngược. Thế thì giả sử bây giờ mình nhìn thế này, nếu mà hỏa sinh thổ, khi cái vòng quay này quay, cái vòng quay thì cái này phải quay ngược, vì âm dương khác nhau mà, thì cái này thằng quay xuôi cái này phải quay ngược cái đấy, thì thằng này cũng là hỏa, thằng này cũng là thổ. Nếu là cái cùng quay thì đương nhiên là bổ thằng thổ mạnh, nhưng muốn khắc chế thằng này thì phải chỉnh cái thằng này, chỉnh cái thằng này, tức là chỉnh quanh thằng này, để thằng này vừa hỏa đến đây á, thì thằng này á là thủy ở đây, để mày vừa xuống là nó đỡ bệnh thịt, thì bỏ thằng này. Thì khi cái vòng này á mà là thủy lên, thủy đến đây, thủy đến đấy, thì thằng này á là cũng chuẩn bị thủy đây. Thì nó vừa xuống thủy, thì nó vừa xuống nó vào mộc, thằng này thủy lên vào mộc mạnh lên, cái khác này, thì tức là chỉnh tổng thể. Đấy, thì rất hay dùng cái từ chỉnh tổng thể, là phải thằng này lấy huyệt nào, cái kinh này lấy huyệt nào, cái kinh lấy huyệt nào, còn tổng thể là nhìn đó, làm sao, khi mà tụi nó quay, cần cũng có thằng quay là ăn cướp nhau hết, thế là chỉnh tổng thể. Thế là khi hình vẽ phải rõ là rồi phải chữa nó ra ở đâu, tí nữa mình sao nó ra ở đây. Vì thế mà mình cứ tìm một công thức, bây giờ mình có thể đỗ chất với một người giỏi, anh biết được công thức, nhưng mà tôi trước này có hay. Anh phải lý luận tôi là huyệt này với huyệt này, lại anh chữa cái gì, ở đâu, ô nào, chữa cái gì. Tôi bảo tôi thấy công thức tôi xài, tôi thấy FA, nhưng mà mình không để được công thức khác. Còn mình là mình sẽ để được công thức. Còn khi là mình học cũng người ta gặp hoài, 1 triệu công thức học bao nhiêu nhớ. Còn mình không cần, nếu mình biết từ luật thôi, tôi để lại công thức. Anh chỉ biết là, anh chỉ biết công việc nào ở đâu đi. Tôi vào đi, tôi sẽ tìm đi. Đó sẽ là người để công thức. Thế mà anh học tôi kia là, cứ mỗi người sẽ chế được công thức, anh cũng học ở ngoài, lại gặp được ngoài, chạy hoài. Bắt đầu chúng hồi trời, thế nào đi, tìm tổng thống. Vì thế này giỏi đó, mình thấy rõ ra. Nhưng mà này không được bổ, ông đã bổ. Quyết định không được tả, không dám tả. Thế là, đấy có thầy giỏi đó. Là người ta đẻ ra công thức chứ đâu phải người ta học lại được đâu. Như thế là, chỉ cần quý vị có kinh nghiệm lâm sàng và nhớ, và khi mình làm cái gì đó, mình để ý. Thật sự hôm nay mình chữa cho bệnh nhân. Sắp đầu mình về mình nghĩ là không biết là mình nó bệnh như vậy, mình chữa không có đúng không. Mình phải lấy lừa lại được à, có sai. Nếu mà sai thì biến chứng là sao? Thì ngày mai đến hỏi rồi. Còn nếu nguy hiểm quá, mình tính chắc chắn sai thật rồi. Và thấy sai mình sai nặng rồi đó. Nhất định phải hỏi số vốn đó. Nhất là hỏi, bảo phải không? Thế nhiều khi ngày mai nó đai rồi. Đấy, thầy nhé. Không, có nhiều cái trường hợp thầy thật là đổ mồ hôi, tối thì cái kết cha bị đổ mồ hôi, đổ mồ hôi, đổ mồ hôi. Đấy, thầy nhé, khi mình chữa mình phải đồng lưu tâm là hôm nay mình chữa các bệnh không phải thông thường, không phải là như mất ở chúng tôi,
mà mình phải suy nghĩ lắm. Nhưng bây giờ mình biết là không biết nó làm sao đây, mình cần tính lại. Ờ, thế được rồi. Còn chết chả, sai rồi, gọi điện thoại lên. Thành ra mình hay, mình giỏi ở chỗ đó. Rồi, có việc bạn hỏi gì nữa không? Nhưng mà cái tính thầy diễn tập cho những cái nghĩa quy tắc tổng quát, nghĩa là mình có một số kiến thức để trong đầu mình gặp cái trường hợp này là mình nó làm ví dụ là trong kiến chẳng hạn muốn làm cho khỏe hợp cốc thái tổng uống hiệp rồi tầm bảo đảm cho khỏe trong hợp cốc kéo trường thái tổng sản bảo đảm cho khỏe ý khi không này nghệ thầy cũng rồi sao bây giờ ai có thể trả lời được một người như đang yếu mà không dám cho mệt nào, không biết bệnh gì, muốn cho khỏe là làm sao? Giúp được cũng thế. Hả? Thế khỏe. Lý Trung Hoàng này. Nằm xuống, thành ra thiệt sửa ở phòng mạch có phân chất của máy. Nằm xuống, vuốt 6 lần từ trường cường lên đại truyền. Ờ, hay chứ hay. Xong rồi á, biết sao? Vệ khí, vệ khí, xong rồi đó, nằm thở trung quản. Vậy cái việc trung quản này là cải bộ, nạp khí rất là mong. Mà nó là bình tâm, khi nó là nằm thiền nó bình tâm, tự nhiên khí lực có mạnh lên. Uống thuốc tây hoàn hồn, đấy, rất là cái mà nó không chữa gì cả, không chữa gì cả. Đó là điều trị bách bệnh tổng thể đó. Rồi xưa thầy nói tại sao nhá? Mình muốn lấy cái là đó, để cho khí chạy vậy, thì bổ bổ gốc cho nó là phải bổ trung quản, trung quản tức là phải cho khí vô đan điền, để thôi. Cũng như hồi xưa mấy cái nguyệt bổ mà thầy hơi đàn, bây giờ mình có bấm thôi là nó bổ hay sao đấy? Cái bổ bây giờ mình không bấm, mình nằm vào đó, lấy cái cào, cào cho trung quản, tự nhiên cho đầu đổ cái gì đau quá, thế là nó cái hợp tự nhiên đó. Nó tác động như vậy là gì? Cào vô lòng bàn tay, xong rồi đặt cái bàn tay vào. Mình nghĩ xem á, từ giờ cái bụng ra có cái gì ra tay không nhá, thì nó bắt lại ý xong rồi ra, xong rồi mình đếm vô, thở ra, thở vô, thở ra, nó ở thế sôi. Thế bắt đầu nó sôi là chứ là nó khổ đến tay đây rồi gì? Thì tay nó hồi nó bị cào nó ngứa rồi, bụng nó cào đau rồi. Giờ nghĩ vào đó rồi, nó sôi, rồi nó sôi, rồi nó xuống xuống, rồi cứ làm đi. Còn như là nguyệt túc tâm lý thở 60 lần đấy à, đi ra. Còn như nguyệt túc tâm lý mình muốn bổ mình bổ làm sao này? Bổ trung khí. Thế thì trong đó mới có bài là lý trung ích khí. Lý trung bài. Bất cứ bài nào cũng trung. Thầy còn nếu đau nhất cái người rồi làm sao vô để cho bệnh nhân mới đau nhất này? Hả? Làm sao để quên đau nhất này? Quên đau nhất thì cào đâu? Cào hoài đâu thấy. Cái phần này nó vọng lên tới đây nè, nó đau. Không, cào cả người đều đau. Cào sai rồi. Cào sai rồi. Người vô tôi thử này, mọi người vô này, đau chân này, đau tay này, cào đầu cuối cùng cào nó dậy, thôi đau, thôi mà tính chân nó dễ đi liền à, hồi nãy chân nó đau, đau, thôi, mà sẽ đau một đó thôi. Ý tập trung hết vào đây rồi, khí đường hết, rồi hết rồi. Tất nhiên là chính là đường khí nó tắt nó mới đau, vì tất cả khí lên hết rồi, rồi nó dậy nó rồi, nó thông rồi. Thành ra cái đầu này nó là coi như là chưa đủ rồi, chưa đủ đâu, cái này kia là nó lên nên nó cứ đang chưa đủ đâu, cái này nó nào ngủ được á, bất cứ cái việc gì cái cách tôi nói rồi, vô cào đầu, cào gáy, cào bàn tay, cào bàn chân, vuốt cuộc sống, bẻ cái giò, cào bàn chân xong bẻ cái giò, nằm thở hơi đi ra sáng khỏe. Học gì nữa thầy? Hả? Nghe cho thầy dạy nhiều quá đâu có nhớ đâu. Không biết rồi, cái yên cái cào đầu bây giờ đó là cái cuộc cào đầu của mình em bước đi đó. Bây giờ nó có cái cào đầu mới rồi. Mày biết nó lấy hai cái cào đầu mà kim đó, nó làm cái cào đầu, rất là hay. Nó là không phải. Cái kim đó là du huyệt. Cào đầu á, cái đó không ai còn cái tay. Cái tay tôi có tự mình đè, mình vuốt cái việc vuốt được cái xuống thì giống như là tôi một chùm ống ống nước thì mình chỉ vuốt đoạn thôi mà vuốt cho nhanh thì nước cái ống nó trào nó lọt được cửa sổ thì cái lực của mình vuốt
Đây mình chỉ cánh cáo này. Cao. Nhưng mà sao thầy vuốt thầy đỏ lên vậy? Có một bình thuốc mới đỏ vậy? Thầy chưa đủ. Thầy mình không đủ. Dương nhẹ quá. Thầy thấy cho thầy đưa vậy là cái mặt đỏ gấp luôn à. Thầy nhá, cái bài nào vậy? Nhưng mà cái người lại nhá bị làm sao cho hết bài? Vuốt tay chưa thôi. Vừa nằm xuống lại cái gì? Lấy dầu tẩm cho hai tay này nằm đứng ở trên đầu giường người ta đó. Cứ vuốt cái này, vuốt cho nóng lên, mặt đỏ lên, người nóng lên. Vuốt này. Vuốt 36 cái. Cầm này, chọc, 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 chọc. 36 cái, nóng người lên. Đó là chữa nóng. Còn nóng mà chữa lạnh thì nằm úp xuống. Lấy tay dương, để vào mạch môn. Kêu nằm thở. Xuống ngồi ra tay lên. Người nó mát. Rồi mạch môn á là huyệt dương mà chuyển ra âm, khí hải là huyệt âm chuyển ra dương, đấy thành kêu là có âm dương thành cái âm. Tay dương vào huyệt dương. À đấy dương là dương. Đấy tức là tự nhiên đó, dương nó ra đánh mình. Nó chống nhau. Chống nhau thì chống nhau nó mất dương đấy. Nóng liền. Nóng liền. Tự nhiên nó mát liền. Quá trời. Chân xương là gì? Lại bà đi, bà lên ngồi không? Xương á. Đấy, xương nó có 3 lý giờ. Xương nó là phù khí. Đó là phù thủy. Đó là tắc hết. Nó bên kia nó là bên kia. Cái đầu nó khí thì nóng. Nó vẫn lạnh hơn rồi. Khí hà nó vẫn phù nhưng mà khí nhiệt. Phù khí á, nó vẫn có cảm giác nặng nề. Nhưng mà bấm vào á, nhấc tay lên á, nó phình lên liền. Phù thủy bấm vào nó lõm luôn. Nó nhả ra. Còn tắt hết á. Bấm vào đau liền thì tròn. Không có khí nữa chứ, vừa để vô là đâm chịu rồi. Là vô tắt. Ta bây giờ biết bà bị cái gì? Mà làm thế nào biết là phù khí, làm nào biết là phù thủy, làm nào biết là tắt hết. Và bệnh đau đầu gối có hai nguyên nhân. Đau đầu gối á, mà không co rúi được đầu gối á. Có người bảo là tôi đau đầu gối, co không được, nhưng mà đau đâu? Nó là chỉ vào hai cái tất nhãn, hoặc là chỉ vào lưng không, hoặc chỉ vào ống cốc, nhưng mà là phía trước. Có người đau đầu gối bảo, đau đây, đau ngay phía trong, và đau nhường trong. Vậy phía trước thuộc về kinh vị. Phía sau á, là thuộc thận bàng quang, tức là phía trước á, là phiền thuộc thổ, phía sau là thuộc thủy. Đau phía sau thì người ta thể nhớ bấm đi những từ. Nếu là phía trước mà thuộc thổ đó là do ăn các chất có cà rốt, ăn đường, ăn cà rốt, ăn đường biển. Mà phía sau á thuộc cái bằng quang á, cái này là do ăn, cái này là do tắc không thông. Chứ nhiều khi người ta thấy bảo đau đầu gối, mình có cái bài đau đầu gối hóa ra chữa không phải. Tại vì nó đau ở trên, có khi thiết là bảo đau ở đây, ở đau dưới, có khi ở dưới chút xíu. Nó là đau nằm trong và mỏng. Ở phía trước ở tay anh đưa cà rốt rồi biến, ở phía sau thì sao? Phía sau là tắc huyết, là tắc thủy. Trên này là tắc khí.
Còn mình ngang thầy, cứ thôi. Thế lại mình đi chiều với thầy. Hả? Đây bị đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nữa, đây thầy. Tất cả trên này nó thuộc về ăn hết. Nó làm hết. Tất cả mọi bộ. Mặt dương á. Mặt dương nó thuộc về ăn hết. Không, mà có ăn bị nguyên một tua luôn thầy. Bây giờ ở đây, mày ngang. Cái ăn đó vẫn là trên mặt dương. Đúng rồi, trời ăn đâu luôn cái xong nữa thầy. Cái xong nữa. Kéo cái. Đâu nếu mà do vị lấy cái đầu lụi mới nó thì nó đau sau khi ăn là nó đau rồi á, nằm chuyển hóa mà nếu mà nó không chuyển hóa được á thì ngày sau vẫn đau nhưng mà trong đồ ăn đã chuyển hóa ra huyết thì trở thành cái là tắc huyết bắt đầu đau có điểm đau thành huyết là có điểm đau mà khí không có điểm đau. Đấy, nhớ này. Huyết là nhất định một chỗ thôi là điểm đau. Còn khí á, có điểm đau nhưng bấm vào lại hết đau. Vì nó tán khí. Nhưng cái huyết không có tán được. Huyết đẩy vô một cái, giống như cái kim đâm vô một cái đau lắm. Thầy như vậy mới nói là mới ăn bao tử sinh hóa nhưng không chuyển hóa. Về nhà bắt đầu nó mới đau. Thế bắt đầu là tăng khí đau cùng hết, nó nặng nề cùng hết, chỉ cần nhắc ra đấy, nhưng mà chưa có điểm đau. Ngay hôm sau nữa là chuyển hóa khí thành huyết, bắt đầu đóng cục huyết, nó đau có chỗ có nơi. Và đau đó làm tắc đường đi không thông, bây giờ đau nhiều. Bao nhiêu kim đâm, vậy thì nó có 5 điểm đau. Và bây giờ đầu tiên phải giải quyết làm sao ta mất cái nước. Mất cái nước đi. Phải tán huyết đi. Mất huyết. Vừa mất huyết, vừa giảm từng cái đau nhất. Huyết đi. Hành giá thái sung. Càng nữa kìa. Càng là vừa huyết nhưng mà tán gì? Tán huyết, tán khí. Tám huyết thì chính là chứ đó tả đâu rồi tám tả là cho tám ta máu nó lầm đó rồi cuối cùng thời gian thấy xung rồi thông khí thì thông ở đâu? Tán huyết, tán thủy là huyệt thủy dương. Tán khí là huyệt thủy dương. Mà tán bằng cách nào? Không phải chọc cho nó đâu. Để tay vào mẹ cứ từ từ ấy luôn thì từ từ á nó é trong đầu ấy ra nước ra khí ra thủy ra lát buông ra đầu ấy vậy thì cứ làm sao mà cứ từ từ luôn bây giờ phải gạt nó đến cái đầu gối này ra cái đầu khác vì thế mình cứ đẩy chân vô mình cầm nó cho lúc mấy cái nó giật cho rồi giữ lại giữ lại nhưng mà giữ lại thì nó bắt đầu lên căng ạ để cho thì giữ nguyên là này này. Tất cả trong này khí hết thì mình vỗ nó lọt ra ngoài tự nhiên nó hết đau xong lại bóp vô lại vỗ không hết rồi hay là vỗ không hết không tại chắc là anh không vỗ không mạnh là nghe nó đau gì rồi đau tán thủy đụng gì vào này thủy với lại cái là chung khí thì là ủy dương còn chất đặc á là ủy trung Quỷ trung.
Nhưng mà nhớ phải bỏ ra. Tại vì nếu mà không bỏ đó, nó không lông được cái khí huyết tụ đây. Mà bỏ nhẹ cái này á, thì nó lông ra. Còn đè vô một cái đó, hai khớp á, nó chà vô một cái đó, nó mòn khớp. Thành ra có một cái bà, có cái, nó có một cậu nào nói rồi. Ở bên Mỹ, mình chữa không sao mà về bên đó người ta cũng bẻ chân vậy, mà bẻ chân lọ chân luôn, bẻ chân thì cũng bẻ chân nhưng không biết thế mà thầy phải bẻ vào này gì, cứ bẻ thẳng này, cái gân chật cho một cái, thế là nó sưng cái gân, thành ra đau sưng là sưng gân thì khó chữa lắm, sưng khí sưng huyết sưng thủy được, sưng gân. Sưng gân á thì không có bẻ được. Sưng gân phải lấy cái mất tinh châm để cho nó đau lên, để cho gân nó giãn ra. Sưng gân thì lấy nhiều thế. Thế mất tinh châm. Mất tinh châm. Mất tinh châm. Các bạn nè, cô Bình nè, bán bạn vẽ chân coi kìa. Lấy kinh nghiệm của thầy á, hỏi kỹ, mình vẽ có nhiều cây đen cái lợi. Anh cứ đè cả hết người lên không bẻ được. Nó kinh lắm, cái chân của nó khiếp. Cứ đi nó thì bự, cao. Cái chân nó bẻ đâu, bẻ mình nữa nó muốn hết mình ra. Rồi đó, cái bẻ nó một kỹ thuật. Cái chân nó mạnh hơn mình. Thầy bẻ, thầy cũng là để khách bẻ lại. Các bạn học được các bạn kỹ thuật bẻ chứ không phải không. Khi mà gõ cây thất tinh châm á, gõ vào cái việc giống như việc cảnh vị, tương câu. Phải biết gõ chứ không phải là gõ tầm bậy các bạn. Cây đó, thấp chân cây thấp tinh châm phải đưa ra chứ. Nó có bảy tim á. Tạo cái thấp chân búa nhỏ. Cái đó là tôi đã vẽ nhiều lần rồi mà có nhiều người không vẽ được. Không vẽ được. Cái đó là đâm nhiều hay là gì? Đâm nhiều hay là đâm nhẹ nhẹ. Rồi bây giờ khớp tay và khớp gối á. À, cho một cái bạn đây cho chị cho nó khớp tay khớp gối này.